Xin chào tất cả cô chú, hôm nay con sẽ kể cho các cô chú một câu chuyện tên là Kẻ Bất Chính. Ở nước Sở có người có hai người vợ, vợ cả vợ lẽ vô cùng đẹp và xinh. Anh láng giềng ghẹo người vợ cả giận mắng thật thật tệ. Anh láng giềng lại ghẹo người vợ lẽ thì người vợ lẽ bằng lòng và đi lại. Không lâu bao lâu thì người của hai người vợ ấy chết. Anh láng giềng muốn tính cục vuông tròn gặm hỏi người vợ cả. Thế kẻ người nói rằng người vợ cả trước đã bằng anh, vợ lẽ vẫn có tính nhịn với anh, sao bây giờ anh lại định lấy người vợ cả? Thì anh ta mới đáp, lúc người ta còn vợ người thì kẻ tư tình với mình, lúc đã làm vợ mình thì kẻ không ưa tình với ai. Kẻ trước đã tư tình với tôi thì rồi ai cũng tư tình được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được, cho nên bây giờ tôi không lấy nó. Thế mới hay, con người bất chính làm tôi tớ người ta, dù cho người ta bằng lòng đến đâu, người ta vẫn dùng khinh bỉ. Lời bàn là ở đời thì có rất nhiều người giống như người vợ lẽ trong chuyện này là những kẻ bất chính, rất là khinh bỉ người. Giống như người ta đã có câu là ai khen mình mà khen sai ta thì là địch ta, người nào khen mà khen đúng ta là bạn của ta. Người nào mắng đúng thì là thầy ta. Thế nên là khi nào một người nào đó mà mắng mình thì mình phải nghĩ lạc quan hơn và mình biết là người ta đang nói đúng. Mình ngẫm nghĩ lại người ta và mình xem người ta đúng ở điểm nào để mình còn sửa. Xin chào tất cả cô chú.